Thanh tiết lộ phải trị tà khí suốt 10 năm, thừa nhận bị chơi bùa ngải khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây nhất vào ngày 15 tháng 6, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải một bài viết tiết lộ sự thật về việc cô phải dùng trứng gà để rút tà khí trong suốt 10 năm qua. Nữ ca sĩ trần tình trên trang cá nhân, hơn 10 năm nay, mỗi ngày chanh phải lăn toàn thân, ít nhất 200 trứng gà công nghiệp được luộc thật chín để rút tà khí ở trong thân của chanh ra. Lăn từ những ngày đầu, chịu phỏng không nổi. Giờ không còn thấy nóng hay phỏng gì luôn, chanh sẽ kể lại chuyện này sau. Chanh hiện tại giọng hát, thân tâm, năng lượng toàn thân đều ổn định lại rồi. Mỗi ngày đều kết hợp tâm trì chú mật. Cảm ơn tổ độ cho con vào lại con đường ca hát. Theo đó, Phương Thanh còn đăng kèm hình ảnh một đống trứng gà luộc chín lăn nát. Bài đăng mang đầy tính tâm linh của ca sĩ Phương Thanh đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới bài đăng, Phương Thanh còn tiết lộ thêm rằng cô đã từng có thời gian khi mỗi lần đi diễn phải mua trứng gà rồi luộc, lăn khắp người ngay tại trường quay. Đi quay phim mang theo bình nấu nước nóng, đoàn phim cho người đi mua trứng gà về luộc và chanh lăn luôn tại chỗ bối cảnh quay. Phim Kiều là mới nhất, chanh đã vượt qua tất cả. Rất tốn kém không phải tiền bạc, thời gian mà lòng kiên trì nhẫn nhịn. Đi show hát ở đâu có người đi mua, luộc chín và lăn trứng ngay tại khách sạn. Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình đã có quá trình đầy khó khăn để chiến đấu với tà đạo. Cuộc chiến ma và đạo la muôn đời. Thời mạt pháp phải nhu nhẫn nhịn mới kéo tà ma về đầu Chu Kỳ Dương nhốt vào nhân quả. Xưa giờ chanh hay nói, chanh tu theo phái ông Tề Thiên mà, trừ tà ma nên phải nhẫn vậy ạ. Ngay lập tức nhiều người cho rằng Phương Thanh đang đề cập đến việc cô bị chơi bùa ngải. Đáng nói một bình luận khán giả thắc mắc, tại sao Phương Thanh không sang nước ngoài giải bùa ngải thì nữ ca sĩ khẳng định rằng mình tự chữa. Bài viết công khai sự thật mà Phương Thanh phải chịu trong suốt 10 năm qua khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người tỏ ra vô cùng xót xa cho nữ ca sĩ khi phải chịu nhiều biến cố trong suốt thời gian qua. Thương chị chanh 10 năm biến cố cuộc đời, trải qua bao nhiêu cay đắng. Chúc chị cả đời bình an và vượt qua được giai đoạn đen tối của cuộc đời này nhé. Một cư dân mạng chia sẻ. Ngay cả nam ca sĩ Quang Hà cũng thể hiện sự xót xa với đàn chị của mình. Vào năm 2015, Phương Thanh cũng khiến nhiều người lo lắng khi cho biết cô bị người xấu dùng bùa ngải hãm hại. Đáng nói nữ ca sĩ còn đăng hình ảnh quả trứng, có hiện rõ hình trái tim màu đen và cho biết đây là sự ngăn cản. Ở thời điểm đó, cô cho biết đã lấy hết được bùa ngải này ra khỏi người. Lùm xùm dường như đã bị lãng quên, thì bài chia sẻ mới nhất của ca sĩ Phương Thanh khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Hiện tại nhiều người đã chia sẻ bài viết của Phương Thanh và không giấu sự ngỡ ngàng về biến cố mà nữ ca sĩ phải vượt qua trong suốt thời gian vừa qua. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!